xe mình dẫn mọi người cách đấu đèn led cho xe Jeep này nha. Cách bảo kêu đi xe vào tối nhé. Đèn là đèn đèn vẫn đèn cũ nhá, nổ máy lên thì mới sáng nhá, còn bật không sáng nhá. Giờ mình sẽ lắp nhá. Tháo hai ốc pha đèn ra nhá. Cũng pha đèn nhá. Sau đó rút rác này ra, các rác này ra. Tháo cái này ra nhá. Ấn cái này vào nhá. Ấn vào xong xoay ngược kim đồng hồ là ra nhá. Mình lắp bóng led này là bóng led ánh sáng nhá. Của ánh sáng nhưng mà led là bóng G6 nhá. Đây này. Cái cục này là nó ký hiệu là điện, là điện AC, là điện xoay chiều nha, nhưng mà mình sẽ đấu điện một chiều được nhá. Một chiều là điện điện DC ấy. Để khách yêu cầu đấu để chống nó bị nhảy đấy khi nổ ra khi đấy. Ba cái vấu này là có một chiều là chúng ta lắp được nhá. Là đặt đúng danh này chúng ta lắp vào xoáy nhá. Lệch tranh là không được đấy. Được rồi nhá. Giờ chúng ta sẽ đấu điện DC nhá. Đây này. Cái dây này nhá, dây vàng nhá. Từ đây đi vào công tắc chính nhá. Là chúng ta câu dây này vào dây đen sau ổ khóa nhá. Còn là cái dây này từ con nạp đi lên nhá, nạp cuộn phát đi lên thì chúng ta bỏ nhá.
Sau đó chúng ta lấy một đoạn dây điện này nhá, chúng ta cộng buộc vào đây nhá, câu nhá. Rồi chúng ta quấn băng dính vào nhé. Không, chúng ta sẽ câu luôn vào. Câu vào dây ổ khóa luôn nhé. Đây này. Ổ khóa này nhá. Mọi người hình dung nhá, nó dây đỏ từ ắc quy lên nhá, là dương nguồn trước khóa nhá, xong khi chúng ta mở khóa lên thì sang nó sẽ lối sang dây đen này này, là nguồn sau khóa nhá, thì chúng ta câu vào đấy nhá. Để khi chúng ta mở khóa lên, bật đèn lên là cái là nó sáng luôn đấy. Đây là đen hoặc trắng, đen thì chúng ta cho vào đen nhá. Rồi chúng ta cắm rắc vào nhá. Xong rồi chúng ta kiểm tra thử nhá, mở khóa lên nhá. Đấy, đèn nó sáng rồi nhá. Đây, mọi người nhìn này, đèn sáng rồi nhá. Bật lên là đèn sáng này. Tắt đi là đèn nó. Giờ mình sẽ câu đèn nhá. Anh cầm một. Dây trắng chúng ta câu vào dây trắng nhá, xanh câu vào xanh nhá. Xanh nước biển câu vào xanh nước biển, dây trắng câu vào trắng nhá. Dây xanh nước biển là pha nhá, dây dương nguồn của pha đèn nhá. Dây trắng này là cốt của pha đèn nguồn điện dương nhá. Còn xanh là mát nhá. Mát nối ra khung xe đấy.
coi nhỉ. Này mưa nữa. Cái chân không mưa đẹp. Tốt quá. Rô. Mình sẽ câu đến dây mát nhá. Dây mát này. Giờ mình đã đầu xong rồi nhá. Mình sẽ kiểm tra xem đèn sáng chưa nhá. Đây là pha nhá, đây là côn nhá. Mọi người nhìn này, sáng không? Đó. Giờ mình sẽ lắp vào nhá. Chung. Con nào? Con mà cháy. Xong rồi. Xong rồi. Thế mà ông lấy à? Chưa lấy. Thằng ở đâu? Không biết. Thiên hạ. Để không tự cháy. Đây để không xe nổ đang nổ máy xong về ra cái nó rung ốc xong thế nào rồi. Nó tự nhiên nó ốc xăng ra nó cháy lạ thật. Lần đầu tiên gặp cái như này cũng là nhà đen khác. Xong thì lấy bình chữa cháy cái xịt cái thì khỏi luôn. Không thì còn dài cơ. Chậm thì coi thì mà tự chậm 1 2 phút nữa thì thui xe luôn. Thui xe. Dạ. Đây là mọi người nhá. Người dạ. Đéo biết nó ở đâu à? Hả? Mình đã đấu xong đèn cách đấu đèn cho xe gym này nhá, đèn led nhá. Mọi người mà thấy hay thì nhớ nhấn đăng ký kênh và cho mình một like nhá. Đéo biết nó ở đâu.